Mở đầu cho phần nhận định, soi kèo hôm nay của phạt đền là trận cầu giữa Melbourne City và Wellington Phoenix diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 9 tháng 5 trên sân AAMI Park, thuộc khuôn khổ giải vô địch quốc gia Úc 2021-2022. Đòi lại ngôi đầu. Cùng nhận định về hai đội Melbourne City và Wellington Phoenix nhé. Nhục nhã là những gì mà đoàn quân của huấn luyện viên Kitson Bo phải nhận lấy trong chuyến đến làm khách trước Perth Glory ở vòng đấu vừa qua. Tưởng chừng như đây đã là chiến thắng của Melbourne City giúp cho đội bóng này vươn lên đỉnh bảng xếp hạng trước khi bước vào playoff sớm hơn một vòng đấu. Nhưng họ chỉ khiến cho mọi người phải thất vọng vì để thua bạc nhược với tỷ số 0-2 trên HBF Park. Dẫu sao, đây vẫn chưa phải thảm họa đội với đội bóng của huấn luyện viên Kitson Bo, bởi trong bối cảnh mà Western United đang gặp khó khăn trước Anderlecht United và rất có khả năng sẽ bại trận ở vòng đấu cuối cùng, thì Melbourne City đã gần như cầm chắc một trong hai chiếc vé thẳng tiến đến vòng bán kết. Tuy nhiên, họ cũng cần có một ít nhất chiến thắng để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ và đồng thời chấm dứt hai trận thua liên tiếp gần nhất tại A-League để có tinh thần tốt nhất trước khi đến với playoffs. Wellington Phoenix là đối thủ cuối cùng của Melbourne City tại vòng bảng và đội bóng này chưa bao giờ là đối thủ quá khó chịu đối với họ. Đừng quên ở trận đấu lượt đi, Melbourne City đã đánh sập đại bản doanh của Wellington Phoenix bằng chiến thắng với tỷ số áp đảo 6-0. Về phần đội khách, chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Wanderers ở vòng đấu vừa qua cũng là lời khẳng định của Wellington Phoenix trong việc đội bóng này đã chắc chắn góp mặt tại playoffs ở mùa giải này. Thậm chí, phần lớn khả năng đội bóng của huấn luyện viên Talay sẽ đối đầu với đội bóng ưa thích như Western United ở lượt trận tứ kết. Vì vậy, với một trận đấu chỉ còn mang tính chất thủ tục trong chuyến đến làm khách trước Melbourne City ở trận này, Wellington Phoenix sẽ không muốn vắt kiệt sức của các cầu thủ quá nhiều và hạn chế những chấn thương không cần thiết. Nên đội bóng của thầy trò huấn luyện viên Talay sẽ không quá mặn mà đến chiến thắng. Một kết quả hòa ở trận này đã có thể xem là thành công không nhỏ đối với Wellington Phoenix. Giờ thì chúng ta sẽ soi kèo giữa Melbourne City và Wellington Phoenix. Sân nhà vẫn đang là vũ khí lợi hại của Melbourne City. Họ sẵn sàng làm gỏi bất kỳ đội bóng nào dám bén mảng đến AAMI Park. Và có lẽ Wellington Phoenix cũng không phải là cái tên ngoại lệ. Dẫu vậy, như đã nói, Melbourne City cũng cần có chiến thắng vừa phải và tránh gặp những vấn đề chấn thương như Wellington Phoenix, nên khả năng trận đấu nổ tài ở kèo tài 3 trái, 3 trái rưỡi là không cao. Song, mình cũng không khuyến khích anh em nằm xỉu ở giải vô địch quốc gia Úc, một giải đấu thường được biết đến trong việc nổ tài bung bét ở các kèo. Nên nếu có thời gian thì anh em chỉ nên canh dung tài H1 và tài cả trận. Còn ở kèo chấp châu Á, anh em cũng có thể thử đặt niềm tin vào Melbourne City. Cụ thể thì phạt đền dự đoán kết quả soi kèo giữa Melbourne City và Wellington Phoenix như sau. Dự đoán tỷ số 3-0. Kèo châu Âu, chọn Melbourne City. Kèo chấp châu Á, Melbourne City chấp 1 trái rưỡi. Kèo tài xỉu, xỉu 3 trái, 3 trái rưỡi. Trên đây chỉ là phần dự đoán, không phải một lời khuyên. Anh em hãy cân nhắc khi xuống tay và đừng quên theo dõi, like, share ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn.